Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thử một con game mới. Game này có tên là Hoàng tử Bà Tư. Con game sắp ra mắt vào cuối tháng 5 này. Hiện tại tôi đang thử là cái bản demo thôi. Nếu như anh em biết cái dòng game Hoàng tử Bà Tư thời cổ điển gốc ban đầu á, thì nó là thuộc cái dạng 2D như thế này. Thời đầu tiên chúng ta chơi là trên cái điện thoại là Nokia đồ chẳng hạn. Bấm bấm bằng mấy cái phím trên bàn phím á, chạy qua chạy lại. Vẫn có chạy nhảy leo tường đồ như thế này á. Rồi gần gần đây thì Ubisoft họ cũng ra một cái phiên bản Hoàng tử Bà Tư nữa. Nó cũng lách qua màn hình ngang như thế này luôn, nó được đầu tư rất là nhiều, rất là đẹp, một con game rất là hay đó, anh em có thể thử qua game đó. Còn đây là một cái phiên bản mang tính indie hơn rất là nhiều, một con game cũng chủ đề Hoàng tử Bà Tư luôn, nhưng mà nó một cái góc nhìn nhỏ hơn, đơn giản hơn. Đây, lướt qua cái trailer đã. Evil Empire. Chúng ta vẫn có chạy nhảy leo tường nè, một phong cách rất là đặc trưng của Hoàng tử Bà Tư luôn. Leo tường chạy nhảy đu lên những cây cột, thậm chí leo lên chiều dọc. Có thêm cái đòn đá kết hợp với những cái đòn đánh nữa. Nhạc nghe khá là độc đáo nè, rất là đậm chất Bà Tư á. Nhưng mà nó cũng hơi hướng hiện đại tí. Có hệ thống trang bị vũ khí rồi nè, nâng cấp rồi luôn. Ồ, một trong những cái ulti đó vậy. Nhìn người ta chơi mượt mà quá, tí nữa tôi vào game thì tôi sẽ ăn hành cho anh em. Đây, chạy nhảy rất là mượt nha. Nãy giờ tôi thấy yếu tố di chuyển của nó rất là chân chu mượt mà. Hồi xưa tôi chơi á là Hoàng tử Bà Tư đời đầu là trên cái điện thoại, rồi sau đó chúng ta mới mua cái mà mấy cái đĩa DVD về, CD và DVD về, hai ba đĩa mới được con Hoàng tử Bà Tư dòng cát thời gian bản 2, bản 3 gì đó, rất là ấn tượng luôn. Sau này thì nó ra mấy cái dòng mới thì tôi cũng có thử nữa, nhưng mà không chất lượng như cũ, chỉ có bản 2D gần đây là mới có cái ngon nghẻ như thế này thôi. Rất là nhiều thích cái dòng game 2D luôn nè. Thì cuối tháng này con game sẽ ra mắt, nhưng mà nó vẫn ra mắt là cái phiên bản là Early Access này thôi, chưa có phiên bản đầy đủ không. Đây là con game đó làm được trong 4 năm rồi nên mới ra mắt cái phiên bản DLC này, sau đó họ sẽ tiếp tục thêm một năm nữa mới ra mắt cái phiên bản đầy đủ. Đây là cái khoảng thời gian dự kiến thôi nha, chưa có biết chính xác được, nhưng mà khả năng cao là như thế này. Ngoài ra giá game á thì cũng sẽ tăng gấp đôi luôn ngay khi kết thúc giai đoạn Early Access chuyển qua phiên bản Release 1.0, nên anh em cân nhắc cái bản Early Access này nếu như đáng giá tiền á thì tốt nhất nên đầu tư để tiết kiệm, tại vì sau đó game sẽ tăng gấp đôi giá lận. Đây, dev ghi rõ ràng rồi nha. Game này là chỉ có tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Anh thôi. Cuối tháng này thì game sẽ ra mắt, hiện tại tôi đang thử là phiên bản demo. Rồi, chúng ta vô game, lẩm nhẩm thấy đủ rồi. Hầu hết chắc anh em chả quan tâm tôi lẩm nhẩm đâu, quan tâm con game là chính. Một cái đoạn cảnh báo trước khi chơi rất là quen thuộc. Fbot khuyến khích sử dụng tay cầm. Rồi anh em để thấy tôi cắm cái tay cầm vô. Tôi thì chơi game 2D đã gà rồi, tay cầm nó còn gà hơn nữa. Cái phiên bản này thì chỉ là cái phiên bản demo thôi, nó giới hạn rất là nhiều môi trường boss cũng như là cái câu chuyện kể chuyện luôn. Đây là cái phần option đầu game. Rồi, ok, ok hết, like. Loading là hình cái ngọn lửa. Ngọn lửa này cũng rất là đậm chất indie. Mọi người thì ai cũng đã nghe câu chuyện về Hoàng tử Bà Tư của chúng ta rồi. Một người anh hùng của nhân dân, một chiến binh quả cảm và bất tử. Nhưng chỉ vài người còn nhớ cái cuộc chiến mà anh ấy đã vô tình kích hoạt ra. Sao mà nghe mới vô đậm mùi chết chóc có gì nào. Sau đó thì họ anh ấy đã giải phóng cái cơn giận dữ của một cái tộc Hun. Hoàng tử Bà Tư cảm thấy mình bất lực trước cái sức mạnh của những pháp sư. Tức là kỹ kháng phép giống như siêu nhân vậy đó. Cái tộc Hun này, cái tộc Húng này á, nghe rất là quen luôn. Tôi không biết trong mấy cái phần game lần trước chơi thì có đề cập đến không. 3 ngày sau thì anh ta thức dậy một chiếc vòng bola đáng tin cậy đeo quanh cổ. Vì vậy đây sẽ là câu chuyện mà tôi kể cho bạn vào ngày hôm nay. Đây là một cái góc nhìn khác về một cái câu chuyện bên lề của Hoàng tử Bà Tư, nói về cái vụ mà anh ấy kích động cái tộc Hun sao á.
gây ra cái vụ thảm sát hay là chiến tranh gì. Vậy đây đúng là giống như con game luôn, nó vẫn là cái mẩu chuyện nhỏ bên lề thôi. Tuy nhiên không biết về sau thì cái cốt truyện có được phát triển không, hay nó có nằm trong cái mạch truyện chính gì hay không. Phong cách đồ họa này nó làm rất là đơn giản ha, không còn thời gian để mà lãng phí nữa, cần phải dừng cái tộc Hun trước khi chúng tấn công vào thành phố. Đây, chạy nhảy khá là ổn áp. Dưới có gì kìa? Có cả leo tường này nha. Di chuyển khá là mượt mà luôn. Xuống à. Đây, chạy nhảy là leo trên tường giống như khỉ luôn nè. Bật tường đồ, mini đồ, quanh zoom đồ. Sao mà có cái cây nó mọc chiều ngang như thế này? Ở ngoài đời nó có khả năng như thế này không anh em? Ừ, cái cây nó mọc chiều ngang nè. Nhấn giữ là T để chạy trên tường đó, quanh zoom của chúng ta đó. Ok, ngon. Quanh zoom có thể leo theo chiều dọc luôn. Quá nhiều khói, có vẻ là trễ rồi. Lũ hún đã tấn công cái thành phố. Mình đã làm cái quái gì thế này? Những người dân của chúng ta hy vọng họ có lẽ có thể rời khỏi đó. Ồ, có chiêu giọng xuống cũng ngon quá ha. Nè, 3 lần ít. Giữ ít để mà đòn tấn công đặc biệt. À, tấn công là nó đâm tôn luôn nè. Chờ tôn cái con quái thôi. Quanh hết không? Rồi ơi. GB sử dụng cái tool. À, là cái cung này nè. Tiền 148 tiền. Tiền góc trên bên phải chúng ta chỉ có một đơn vị tiền tệ duy nhất thôi. Nhấn B để né. Rồi ok. Né cũng nghệ quá ha. Ây da. Đánh quái là nó cũng rớt tiền đó. Đây đây, anh dân làng của chúng ta. Đây, tôi sẽ giúp anh. Hoàng tử của tôi. Cuối cùng anh đã ở đây. Chỉ có anh mới có thể cứu cái Ba Tư, xứ Ba Tư này. Rồi, tôi sẽ đưa anh đến một nơi an toàn. Cái dấu hiệu này là thôi thớp rồi. Tôi sẽ cứu anh. Anh và tất cả những người bơ xưa đã chết một người chuyến này. Tội nghiệp anh lính không? Ngồi nằm thôi thớp thì đến cái khúc lâm chung này gặp được mình. Cái gì? Quái nó. Quái nó nhìn thấy mình ở dưới luôn rồi. Trên có đường, ở dưới có đường nữa. Kỳ táo nhiều quá ha. Nhấn Y để là đá nó. Ồ, đá nó vô cái trong thì mình đỡ phải đánh. Tương tác với môi trường đó. Đá nó vô tường nó cũng bị thun đó. Dạ, sao nãy mình nhảy xuống mình đánh được người ta? Ai nữa đây? Thưa ngài, giữ đây tôi. Tôi không thể. Chuyện gì đã xảy ra với anh tay của anh vậy? Đó là ma thuật của cái đủ pháp sư hả? Nãy giờ nói về cái vấn đề ma thuật này hơi nhiều không? Lại hẻo nữa rồi. Mình đi gặp ai là người đó hẻo vậy nè. Đúng là Deadlight thì á, anh em nhìn thấy cái Deadlight là nè, đeo trên không luôn nè. Nó là nghĩa đen vừa là nghĩa bóng luôn. Cái giếng cổ. Tìm những cái giếng mà mộng mơ khác để có thể là bắt cho bọn nó ra.
đây là cái điểm mà phát cho vào của chúng ta nè. Nè, xuống nút A nè, hồi nãy là sao tôi không bấm được không? Không bấm được. À, xuống với nút nhảy chứ không phải nút đánh, nhầm. Nãy giờ phù cờ quá. Dưới này có đường nữa hả? Thiết kế map cũng dần chịch phết. À, đây là cái giếng nữa. Có cái gương nè. Được vàng và hai cây song kiếm bậc 2, ngon. Cây bậc 2 này á, thì cái đòn tấn công cuối cùng trong cái combo nó sẽ gây chóng cho quân địch. Khi mà đâm xuyên quân địch thì sẽ đánh dấu và tôn quân địch nếu như nhỏ hơn 50% máu. Xịn hơn mình cứ lấy. Có cả cái đồ cũ ra bán được không ta? Múa, múa. Nhầm là B. Quá nghệ luôn. Dưới này có đường không? Không. Đây mình ở đây leo qua hai bên nè. Ồ, vũ khí mới nè. Mình có thể thay cái vũ khí mới này với mà cái vũ khí cũ luôn. Cái này là dạng cây kiếm, chiếc kiếm này nó chém 39 đam thôi. Đó là đam nó cao hơn tí. Nhưng mà 400 tiền là tiền mình đâu ra. Cây này là cây thương. Cây dao găm tôi vẫn thấy ngon, cái này cũng cây dao găm á. Cây dao găm này là ngay lập tức mình di chuyển đến ngay phía sau quân địch luôn. Nhưng cây cung thì nó vẫn là cơ động hơn chứ. Cái này là hồi một lượng lớn máu. Mình mua là xài luôn hay là được chữ thôi. Thôi để đây. Nó kế bên cái giếng. Đá vào những cái vật thể bên ngoài để phá cái chiêu này. Tương tác môi trường cũng khá nha. Bô kiều. Để ra nó chém đau vậy. Nhấn nút xuống để hồi máu. Chưa cần đâu, để tí nữa hết máu mình nó rồi. Không có xen kẽ được giữa cái đòn đánh với đòn đá. Ây da. Còn đâu nữa không ta? Nó ép mình hồi máu chứ. Mà tôi méo hồi máu đó, không hồi máu luôn đó thì sao? Rồi, lại một anh thôi thớt nữa. Người hùng của chúng ta. Tôi sẽ đưa cậu rồi ra đây. Chúng ta cần tìm mà đơn vị chữa trị trước đã. Chỉ có một cách thôi, đó là đánh bại cái thủ lĩnh của họ, vị vua của họ. Cần phải chăm sóc vết thương của anh trước. Anh cần phá quỷ nguồn gốc của mà quỷ. Sao mà mấy thanh niên này cứ ngồi nằm thôi thớt, cứ đợi mình đến cái là mới bắt đầu chuyển sinh. Ủa chưa hẻo à, vẫn còn nhúc nhích nè. Còn gì đây?
Ủa nãy tôi làm cái combo gì ngon lắm mà. Ờ à, chém cái dữ luôn cũng được. Được rồi, mình có 400 tiền rồi. Bây giờ mình mới tới điểm thứ ba thôi, gọi là cái Aqueduct gì đó. Xuyên qua cái lối cống ngầm vào thành phố á, thì bắt đầu nhìn thấy cái tình hình thiệt hại tan hoang trước mắt. Lũ hún đã tấn công thành phố chỉ trong vòng 3 ngày. Bây giờ cái lũ hún này là ai ta? Ngon, uống nước giếng. Qua bản đồ mới nè. Cái gì, cái gì? Có cái giếng ở đây. Nhanh quá nha. Rồi giờ mới vô game, nãy giờ là tutorial thôi anh em ơi. Trên đó toàn gai không à, nên chắc phải đi đường dưới rồi. Ui, giờ quái nó trâu hơn nè. Đánh tụi này có tiền. Giờ quái nó trâu hơn rất nhiều rồi. Ô dữ là có thể trượt chậm trên tường luôn. Cái gì vậy? Đi dưới được không? Đi dưới được thì tội gì phải đi trên. Cái gì đó? Mình mới làm cái gì đó? À mở cái cửa dưới này. Đây nè. Ít ra thì mấy ông dev cũng phải làm một cái chỉnh cái SFX hoặc là cái góc cam vô đây. Tôi bật lên mà không nghe một cái tiếng gì luôn. Bắt đầu tới cái việc giải đố rồi nè. Không, không có tiếng biết gì hết, không nghe tiếng gì hết. Ê. Ây da, như thế này ai mà phản ứng kịp. Bậc 5, ây da. Cây cung cũng 5 luôn, ngon này. Cây kiếm hả? Rồi, chém liên tục thôi. Mạnh phết. Gì đây? Thợ kim hoàng nâng cấp cái kiếm của mình lên, tốn 350 tiền. Nó lên được 4 đam. Nên không anh em? Ba trăm rưỡi hả? Tạm phát đi. Không có biết luôn nha. Cái đoạn này thì không có mà VFX thì còn thông cảm được. Nhưng mà ít nhất cũng phải có biết để người ta biết người ta đã bấm rồi. Game này nó early upset nên còn nhiều thiếu sót. Từ cái chỗ này mình đi ngang qua phải luôn. Cho nó có gì không? Không. Ý, giấu đồ hả bạn? Bạn chơi giấu đồ với mình hả?
Đi ra. Cái dao găm nó hồi khá là nhanh luôn á. Nữa là hai hiến tế 250 máu để đổi được cái gì đó. Quất gacha, bán máu gacha level 7. Yeah, một cái đĩa. À, nó bắn tới nó còn quay về nữa. Nhưng mà cái này nó cơ động hơn. Thôi lấy cái cơ động đi. Nhưng mà cái kia để đánh boss, tôi không có tự tin vào trình độ của mình. Chín mươi bốn. Thôi. Đau. Trời, cùi hơn đồ của mình. Cùi. Ủa, sao lên bây giờ? Chỗ này đi tiếp qua bên phải. Ây da. Hết máu rồi, còn có nửa cây à. Máu kìa, máu kìa, máu kìa. Hồi có chút xíu vậy. Hồi kiểu này mà sao thấm với cái trình độ gà của tôi được. Mình còn sót cái chỗ nào mình chưa đi không? Thì tôi thấy hình như là không đâu. Tiền mình 600. Thôi, hiệu ứng tên này phọt đầu cũng ngon nghẻo ha. Có ở đó biết rồi đó. Cấp 9 này nè, lên cấp 10 thì có bonus cái gì không anh? Một hồi mà lụm ra cái vũ khí cấp 9 cái nổi đi là tôi chửi game luôn đó. Công sức mình, tiền bạc của mình để dành tới giờ. À, có máu đây rồi. Sao tôi cảm giác giống đánh boss quá vậy? Nó không cho đi về. Rồi,
Bruno Target. Nó biết cười, nó biết nói luôn kìa. Bigwooder, mày đã rơi vào cái bẫy của tao rồi. Trời, không có xuyên ra được. Làm sao né cái chiêu đó? À, chắc chạy lên tường. Gì vậy? Không kịp, không phản ứng kịp. Trời, cái kêu nó kìa. Còn 70 máu à. Tiếp nữa mình đi luôn rồi. Rồi, nhảy xuống gớt ngay cho 7. Đào anh ơi. Tôi nghĩ là đánh xong con boss này chúng ta kết thúc cái demo là vừa đẹp luôn á. Cái chết không khả năng, cái bô là nó sẽ bảo vệ mình. Bây giờ sẽ được dịch chuyển vào về một cái nơi an toàn. Anh ấy là nhân chứng duy nhất trong cái dòng thời gian này. Chỉ có anh ấy mới thể bắt đầu mọi thứ từ đầu, thử lại một lần nữa cho đến khi tìm cách cứu được cái vương quốc của chính mình. Mình đã trở về góc đảo. Cái đoạn này hồi nãy trong cái trailer rồi thấy có nè. Mọi thứ còn ổn cả. Trông giống như cái bola của mình vẫn còn hoạt động rất là tốt. Nhưng nó không mang lại cho mình, nó không đưa mình trở về đúng thời điểm nào nữa. Con boss đã đánh sâu qua trời. Chình gà như tôi đánh chắc học máu mồm luôn. Rồi, mất luôn cái vũ khí của mình rồi. Wow, cuối cùng anh đến rồi. Anh đã nằm trên giường 3 ngày đó, cậu bé à. Tôi nhớ cái cuộc hội thoại này. Cái bola của mình. Cái bola thì không có mang mình trở về trước cái thời điểm mà cái đội hôn này nó tấn công gì vậy đó. Mọi thứ ổn chứ? Trong anh mà có vẻ khá là kỳ lạ đó. Suka hả? Suka. Tôi đang cảm thấy có ổn. Cảm ơn anh đã mang tôi về cái xích này. Không có xa lạ gì vì đó cả. Thôi, có giao web gì không? Hay là nâng cấp được cái gì không? Rồi, tiếp tục cái công việc của mình đi đến bãi cái lũ hún đó thôi. Ủa, đi luôn hả? Không có được bonus cái gì hết trơn hả? Vậy là ăn hành tiếp hả? Trời ơi, quay về khúc đầu luôn. Đánh boss lần nữa qua thì đánh chứ. Nơi này quá yên lặng đi. Trông như không có ai ở đây cả. Ủa? Cái này mới. Mình chưa từng thấy cái loại mày đai này bao giờ trước đây. Cảm thấy một sức mạnh đang trào dâng trong nó. Đá một quân địch đâm vào tường thì sẽ gây cái hiệu ứng cho một cái khu vực lửa đó là bull cộng 1. Mấy cái mày đan này sẽ nâng cấp cho cái vật phẩm của mình lên rất là nhiều. Đó, đỡ ăn hành hơn rồi nè. Mày đan có thể tìm thấy trong cái gương hoặc là cửa hàng. Nó sẽ thêm vào cái bộ sưu tập hoặc là cái phần thưởng khi mình đến bại con boss. Ủa? À, nó như cái nội tại vậy đó. Ừ.
như map, hình như map nó cũng hơi khác chút. Có cái gì ở dưới này cảm giác như là một cái cửa. Ê hey. Sao leo lên được ta? Bỏ tay này không có lên được. Cho toàn 7 không gì nào. Ê ê ê ê. Dạ. Cái ghê quá vậy. Trời ơi, đối xử với tôi như thế này. Trời ơi, tay cầm nó run. Mình có thể gáp được mấy cái old ship mới ở tại góc đảo của mình. Lại đá một quân địch. Mình có thể nâng cấp cái mà medan của mình hiện tại lên. Bạn có thể thay thế cái medan với một cái medan khác. Tuy nhiên khi nâng cấp thì nó sẽ liên kết cái medan với nhau, nó cũng sẽ phá hủy cái medan cũ luôn. Cái cú đó mà té xuống một cái nữa là đi lại cái khúc đó luôn. Giấu đồ hả? Giấu đồ. Bị da nóng quá vậy. Được thêm tí tiền. Mỗi lần chơi là nó như một map mới vậy. Bị da. Chết luôn rồi. Ở dưới vẫn còn đường á. Dưới vẫn còn đường á. Hết rồi. Mất máu nhiều quá à. Bậc 3. Bậc 3. Cái boomerang này có vẻ là ngon hơn. Nhưng mà cây cung thì đam nó rất là cao. Cây cung đi.
dưới có đường đó thôi. Rồi một đống bẫy nè. Khiêu một quân địch bằng một cái hiệu ứng thì sẽ hồi cho mình 400 máu. Thêm 30 máu mà mỗi lần phát hiện cái giếng máu mình tới 1000 là tính ra cái này chỉ có 3% thôi. Đá quân địch vô một quân địch khác thì cái này nó chỉ có khi mà mình dùng số nhiều. Cái này đá vô tường thì nó gây thiêu đốt, nhưng mà lửa thì nó ngon hơn độc. Qua đây bạn. Ê da. Mày gì đánh ai vậy? Mày gì đánh ai? 530 máu nha. Anh em nhớ chưa? Đó hồi 60 máu. Hồi cái 50 máu à. Quỳnh tử của tôi. À gì đó. À gì đấy? Anh nằm gì ở đây đó. Tôi không nghĩ là cái ngôi làng của mình nó bị bỏ hoang nhanh đến như vậy. Nhưng cái lũ hún đó. Rồi, tốt nhất anh nên cẩn trọng đi. Tôi sẽ bảo vệ những thứ mà mình chính tay đã gây dựng lên. Cái mà căn cứ của cái lũ hún này. Ủa, hún cam chứ đâu phải lũ hún. Cái chạy thời săn. Có gì hồi máu không anh? Game này khó phết. Lên được 30 máu. Trăm máu. Tiền mình đít quá. Bây giờ cái dao 400 ngàn ngon nha. Nhớ. Tôi thích cái dao găm hơn là cái kiếm. Dạ. Đau quá. Ơi. Mình đá nó không được ta. Rồi ơi. Cho lúc mình đá nó thì nó lại hai thành tôn mà lúc thì không nào tôn cả. Ăn hành nhiều quá. Thêm cút nữa. Cay nha. Có cho cái gì nâng cấp không anh ơi? Cái bản đồ nó mới hơn nè. Không có gì trên này cả. Ở đâu cái bản đồ nó cũng vậy mà. À lại có cái đối thoại gì mới nữa. Cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Lại có câu chuyện này một lần nữa. Tôi rất lo lắng, anh đã ngủ thẳng như một con chó nằm khoảng 3 ngày. Mình cần phải đánh bại thằng kia trong vòng 3 ngày đó.
Bây giờ không có đi gặp nó con boss nữa. Anh cần ở đây để chờ đợi cái mệnh lệnh của bố anh nữa. Ủa, mình là hoàng tử thì bố mình là vua hả? Cái lúc mà cái chỗ đó bị chiếm thì ổng có trong đó không ta? Thôi thử lần nữa nha, ăn hành nữa thì thôi. Tôi cũng biết sao giờ. Để chừng nào tôi đánh boss thì lưu cho anh em. Mới có đi được có 4 vạch mà đi không nổi nữa. Cái gương đâu vậy? Ủa, đợt này nó không cho mình cái gương ở đầu game luôn là sao? Mỗi lần chơi là nó qua một map mới luôn nè. Rồi, cái lần này thì nó đơn giản hơn, chỉ có mỗi cái gương thôi. Một, hai, ba, bốn, cái combo nó bốn phép rồi. Giữ nè, giữ thì nó chỉ đâm cái thôi, nó cũng như đánh thường vậy, không có tác dụng gì khác luôn. Ấy, ấy da, đứng gần mấy cái dốc á là nó hay bị dính cái quạt thẳng leo lên. Được cái thương này nó cũng mạnh quá. Bà nó chứ. Chưa chỉ dành hết máu nữa rồi. Nó mới đục nhẹ mình có hai cái à. Khi dao găm ra sau lưng nó. Cái đòn combo cuối cùng thì gây tôi sẽ thun. Phá một cái lớp địch thì trong vòng 5 mét thì sẽ tạo ra một đám mây độc. Lấy máu đi, máu trước. Có 100 máu thì không thấm mấy. Ai để một cái bao tiền như thế này? Bà đó thiệt. Như này chẳng có gì nữa. Bên kia cũng có đường. Mới hồi máu xong thì mới sạch cây máu nữa rồi. Sao hai cái này giống hệt nhau vậy?
đánh dấu quân địch á, thì nó sẽ gây thêm hiệu ứng đốt cháy. Khó hay không? Anh báo rồi. Bây giờ có tiền cũng đâu có mua máu được đâu. Level 3. Cái này thì nó hợp với mình à, hợp với cái mà medan mình mới lấy á. Cửa ẩn, cái này gọi là cửa ẩn. Có máu không anh ơi? Lên luôn, một phát ăn luôn, quá ngon. Unlock cái vũ khí bia. Bây giờ bạn có thể gáp được cái cây phia ngay tại cái làng của mình luôn. Thôi không đổi đâu, tôi vẫn thích. Không thích thì thương cho lắm. Nhưng mà cái vũ khí này thì nó hợp với mình hơn. Nữa hả? Cái này thì không có dòng phụ nào hết. Nó chỉ là cao hơn một bậc à. Nó hơn được tí đam à. Đó, cái đòn dữ nè. Cái đòn dữ là nó chém cái xong rồi nó cái tôi. Còn đánh bình thường 1, 2, 3, 4. Đánh máu rồi anh ơi. Cái đoạn loading này nó tụt FPS rất là nhiều nha. Trời, chưa đầy máu nữa. Cái game gì lạ lùng thế này. Trông nó như nó kết nối với cái lũ hình vậy. Cái này là của lũ hình đấy rồi à. Góc trên bên phải mình có thêm một cái đơn vị tiền tệ mới nữa. Cái này cái game linh hồn gamer đã được gửi tới cái hòn đảo của mình. Mình có thể gửi cái hòn đảo gamer này để unlock thêm một số cái trang bị mới. Đó, bây giờ mới đúng cái chất Google Live nè. Khi mà mình xuyên qua một cái mà màn chơi này á, mình có thể nhận thêm một số cái mà linh hồn gamer này đưa vào cái bộ sưu tập, hoặc là đánh bại nó, đánh bại quân địch nó cũng có rớt mấy cái này nữa. Hồi nãy mình lụm á, là cái số bên trái này nó sáng lên, bên phải là số 0. Sau đó mình đi được ngọn lửa, mình chuyển đổi gửi về cái làng á, thì nó mới đầu tính. Hiện tại là mình không có cái nào hết, ở làng mình đang có 5. Sao anh nhìn ngầu đét vậy? Cúc. Đó, tôi phái mấy cái đoạn leo trèo như thế này.
trên thì không có gì nữa rồi. Đoạn này thấy quen quen không? Thực ra lên từ cái chỗ này được thì chúng ta đâu cần phải đi từ chỗ này qua đây đâu. Cái này chỉ đơn giản là mở ba cái khóa theo thứ tự thôi, không có yếu tố giải đối gì nhiều cả. Nhảy qua nhảy lại thì liên tục được luôn. Ây da, này thì nhảy hả mày? Cái thằng đó nó trâu dữ thiệt á, cái thằng có hai cái bàn tay á. Phá cái lớp siêu quân địch trong phạm vi 5m. Quá kỹ thuật. Vẫn chưa đầy máu, còn thiếu 25 máu nữa anh ơi. Cái này là được, ít gà thì nó lên đam nhiều hơn tí. Đánh boss à. Nghiền tiền rồi các. Bị thằng bắn cung bên này nó chọt nãy giờ. Hết máu luôn rồi. Mới uống máu xong nó kêu mình bán máu đồ thùng khác. Một trái một phải. Ê ê ê, giật cái mình. Trái phải à?
mình thay thằng đầu luôn thì thằng thứ hai nó sẽ được boost lên. Tại vì cơ bản là nó giống nhau. Nào, cái này là cái 1 với cái 3, cái này là 2 3. Nên mình lắp cái này vô thì cái 3 này nó sẽ tăng lên một tí. Cái này là cái 1 2, còn cái này 1 3. Tức là bây giờ cái 1 của mình nó rất là mạnh luôn. Tiếp theo là cái thứ 2. Tiền luôn rồi đó. Hoàng tử gì mà phải chạy vặt từng đồng như thế này. Nữa chết. Hồi được 66. Cục. Ấy da, quan ức quá đi bao đại nhân ơi. Nó mà thiết kế bằng cái map đó thì tôi phản xạ không có kịp. Bây giờ mình hết máu rồi sao giờ ta? À phải mở cái chốt ra. Thiệt á. Rồi. Hết máu rồi. Ây da. Vân vân quá gì. Thay cái đám mây độc này ai luôn thì cái khiêu dao găm của mình nó sẽ mạnh hơn. Hết máu rồi sao đánh boss được mà tôi không nghĩ là lần này đánh boss qua đâu. Trình độ tôi nó kém lắm. Nên chúng ta chơi cho biết cái bản demo này ra sao được rồi. 400 tiền á, có anh nào bán đồ ở đây không? Không. Rồi chết rồi. Tới màn cuối nào, tới màn boss này nè. Chưa đầy máu nữa trời. Thôi thay mình bị nô tao gớt thôi. Alipa ơi. Cho mày quan trọng cái việc là phải bẫy tao như vậy. Mày sẽ không bao giờ rồi khỏi. Không né được. Vẫn bị dính. Rồi. Ăn hành quá. Bỏ tài. Cái kêu mà nhảy rồi nó leo lên nó rất là khó. Để mình về làng lần nữa. Thôi, coi như là chúng ta kết thúc demo đây nha. Vẫn chưa qua được con boss. Thất bại là một lần nữa. Nãy giờ ăn hành 3 lần rồi đó anh ơi. Bây giờ có cái gì mới trong làng rồi nè. Đây. Đó.
30 thì mình mới mà chế được mấy cái vũ khí mới này. Đánh dấu quân địch ở trên không. Kéo quân địch ở cái khoảng cách rất là xa, đồng thời làm thun luôn. Luôn nè cái hốc nè, mình đâu có được chọn hả? Rồi chỉ có nhiêu đó thôi, anh cuối cùng đã thức rồi. Mình biết tên ông này luôn, chết nhiều quá. Mỗi lần chết thì cái đoạn đối thoại nó cũng khác đi một tí, khá là hay nha. Tôi chúng ta có thể sử dụng được cái lò rèn đó để chế tạo vũ khí không? Thôi nào, làm ơn đi. Tôi có một vài ý tưởng như thế này. Không có điểm mới là vấn đề. Cái này là ông dev ông thiết kế để cho người ta là chết xong về đây là đủ điểm để rèn nè. Mà do trình tôi nó còi quá nên đem về đây được có 5 điểm mà lấy gì thiết kế. Rồi, coi như chúng ta hoàn thành cái demo ở đây đi. Anh em cứ mà tưởng tượng ra cái cảnh mà tôi đánh bại con boss á. Có thời gian thì tôi thử thêm, nhất là cuối tháng này khi nó ra bản đầy đủ á thì chúng ta lại tiếp tục. Còn bây giờ chúng ta trải nghiệm sơ sơ thấy con game nó rất là đáng chơi. Ấn tượng của map, tôi thì một số cái cảnh thiết kế mấy cái map quá bất ngờ, mấy cái bẫy quá bất ngờ khiến chúng ta không thể né được. Ngoài ra cái nữa là thiếu một số cái cảnh SMS với VFS như mua đồ rồi nè, không có hiệu ứng thông báo nào hết. Khi mà chúng ta gạt cái công tắc mở cửa cũng không nghe cái tiếng động gì luôn. Thì ngoài mấy cái khuyết điểm nhỏ nhỏ nó ra thì còn lại mọi thứ là ok hết á. Anh em thì thích con game này thì có thể chơi được. Ngoài ra thì trên Steam nó cũng đang miễn phí một con game, anh em có thể vào nhận. Tôi cũng có đăng trên MVOZ đây. Đây là con game là Machika Musum, tức là viện bảo tàng Machika đó. Họ đang miễn phí con game này đến 27 tháng 5 luôn. Hôm nay là mới 14 tháng 5 thôi, là lúc con mà con game tôi đang chơi ra mắt á. Thì anh em có thể là chơi được, nhật vẫn còn nhận được con này miễn phí, anh em cứ bấm vào đây. Đây, để tôi mở cái thẻ ẩn danh đi. Đó, anh em mở cái này ra, bấm vào đây để nhận, nó đang miễn phí đến 27 tháng 5. Đó, anh em cứ nhận thoải mái luôn. Nhận vô là trong tài khoản của anh em là nó giữ vĩnh viễn luôn đó nha. Nhận miễn phí vĩnh viễn luôn đó. Đây, tôi thì cũng có đã review con game này rồi. Này, ngay cái đầu ở dưới này luôn. Anh em follow tôi thì sẽ thấy cái này. Viết full review đây. Đây là cái video tôi chơi. Cái này là phần 2, còn cái đăng trên này là phần 1. Thì hôm nay cũng tiếp Tôi cũng phải đảo con này rồi. Nó rất là hay nha. Rất là đáng chơi đó, phần 1 với phần 2 tôi nè. đổi tấm hình nền cho đẹp đẹp cái. Đó, anh em có thể vô chơi. Game này thì cái thể loại nó sẽ giống như The Gum và con The Boxer này. Boxset này. The Gum thì chắc anh em biết rồi. Boxset nào anh em chưa biết á thì có thể thử qua trên cái kênh tôi. Nó giống như con đo, nói chung nhà phát hành con đo. Còn con mà viện bảo tàng mà Machikinika này á thì đây anh em vô chủ yếu là giải đố tương tác với mấy cái vật phẩm như thế này. Thực ra là nó cũng rất là hay đó, thú vị đó. Độ họa nó thì ở mức tương đối ổn. Giải đố rất là nhiều luôn, phong cách giải đố mà mò trong mấy cái máy này rất là thú vị. Thì đây là do nhà phát hành họ giới thiệu thêm một con game nữa đây. Con game này sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2024. Tôi thì không biết có offer được con game này để chơi sớm không. Vẫn chưa biết khi nào ra mắt. Anh em có thể và vô biết list ủng hộ chung cái nhà phát hành là Dia nè. Nhà phát hành là Devilland nè. Họ là dev là Litterfield Studio. Litterfield gì đó. Con game này thì tới tháng 9. Ủa? Tháng là 6 đến tháng 9 thì nó sẽ ra mắt. Hiện tại chưa có thời gian chính thức. Em có thể vô wishlist được ủng hộ con game trong tương lai, còn game hiện tại anh em có thể chơi thoải mái. Rồi giveaway thì anh em cứ tham gia giveaway thôi, tôi vẫn còn đang mở đó, không biết khi nào quay. Rồi ok, bye bye anh em. Tưởng tượng như tôi phá đảo con Google này rồi nha, đánh boss thành ngành hoài. Hôm qua anh em lên YouTube coi có ai đánh được đó, thì coi đỡ cái khúc cuối đi. Rồi bye anh em.